Thưa quý vị, những giai điệu bay bổng dưới ngón đàn của nhạc sĩ Việt Anh và với giọng hát trầm ấm, da diết đầy nội lực của ca sĩ Thanh Lam đã mang đến cho tất cả chúng ta một không gian mùa thu thật lãng mạn. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Việt Anh. Và thưa quý vị, đêm chung kết 2 của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 sẽ tiếp tục được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ thứ 6 tuần sau, 19 tháng 10, 2012 trên sóng HTV9. Và chúng ta sẽ cùng xem lại cách thức bình chọn cho các thí sinh mà mình yêu thích. Sẽ có giải thưởng dành cho các khán giả bình chọn cho các thí sinh. Hãy cùng tham gia bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích quý vị nhé. Bắt đầu từ 21 giờ mỗi tối thứ 6, tổng đài nhắn tin 8483 sẽ chính thức tiếp nhận tin nhắn bình chọn cho các thí sinh. Việc bình chọn này sẽ có dài đến hết 20 giờ 30 tối thứ 6 của tuần kế tiếp. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất, soạn tin nhắn THTH khoảng trắng mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8483. Giải thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm thi được công bố ngay đầu của đêm thi kế tiếp. Sau đêm chung kết 4, thí sinh nào ở vị trí thứ 4 hay thứ 5 nhận được tổng số bình chọn cao hơn từ khán giả sẽ nhận được chiếc vé cuối cùng có mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Tham gia nhắn tin, quý vị khán giả có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận được 3 triệu đồng tiền mặt hàng tuần. Thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự trở lại của 8 thí sinh của chúng ta. Em như ngày nào, dù gian thân đời, dù gian khổ nghịch nhờ, đôi mắt sáng lấp lánh dịu người, rồi thoáng hờ hững dấu trên môi. Vâng, chúng ta đã cùng mò thấy sự quay trở lại của 8 bạn thí sinh có mặt trong vòng chung kết của cuộc thi năm nay. Thưa quý vị, và trên tay của Thanh Ngọc và Hà Trâm ngay bây giờ đã có kết quả rồi. Và Thanh Ngọc xin được chúc mừng 3 bạn xuất sắc nằm trong nhóm tự tin sau đêm chung kết thứ nhất. Đó là bạn Lưu Hiền Trinh với điểm trung bình 18,88. Và người bạn thứ hai đó là bạn Đinh Ngọc Thiện, điểm trung bình 18,83. Và cuối cùng là thí sinh Iyalin Ajun với điểm trung bình là 18,65. Vâng, đó là các bạn ở nhóm tự tin. Còn bây giờ sẽ là hai bạn thí sinh thuộc nhóm cố gắng ở vị trí thứ tư và thứ năm. Đó là bạn Lê Quang Huy, điểm trung bình 18,62. Và bạn Trần Tuấn Hòa, điểm trung bình 18,62. Hai bạn đang tạm thời nằm trong nhóm cố gắng, có nghĩa là các bạn cần phải cố gắng thêm một bước nữa để tuần sau các bạn bước lên được nhóm tự tin. Còn nếu không thì các bạn phải giữ đúng phong độ như bây giờ. Sau đêm chung kết 4, nếu các bạn cứ giữ đúng phong độ của mình thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một tấm vé bước vào đêm chung kết xếp hạng nếu như bạn nhận được nhiều bình chọn hơn từ khán giả nữa. Và ba bạn còn lại tạm thời thuộc về nhóm nỗ lực. Đó là bạn Điểu Thị Bích Thủy, điểm trung bình 18,48. Thí sinh Cao Thị Công Nghĩa, điểm trung bình 18,38. Và bạn Vũ Minh Trang, điểm trung bình 18,38. Và các bạn thí sinh nằm ở nhóm nỗ lực thì các bạn cần phải cố gắng hơn nữa để chúng ta vượt lên 2 bước. Nếu như không có mặt trong nhóm tự tin thì các bạn sẽ yên tâm hơn nếu chúng ta có mặt trong nhóm cố gắng ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Tuy nhiên vẫn còn 3 đêm thi nữa, các bạn hãy cố gắng rèn luyện thật là chăm chỉ và chọn bài hát sao cho chúng ta có thể bứt phá ở những đêm thi tiếp theo nhé. Kính thưa quý vị hãy nhớ rằng những bình chọn của tất cả quý vị sẽ giúp cho các thí sinh của chúng tôi có cơ hội trở thành thí sinh được yêu thích nhất đêm thi và cũng như là có cơ hội nhận được tấm vé cuối cùng lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Hãy cùng nhắn tin bình chọn cho những thí sinh mà mình yêu thích để trở thành một trong hai khán giả may mắn nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình với trị giá mỗi giải thưởng là 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, đêm chung kết đầu tiên của cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 xin được kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Chess. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào thứ 6 tuần sau lúc 21 giờ trên sóng HTV9. Dù tháng năm dài, dù giông tố mịt mờ, đôi mắt
theo thời gian và tuổi tác, khớp không ngừng thoái hóa, gây nên các bệnh về xương khớp khiến cơ thể đau nhức và vận động khó khăn. Nguyên nhân chính là do sụn khớp hư tổn và chất lượng dịch khớp suy giảm. Sách chứa UC2 và các tinh chất quý từ thiên nhiên thúc đẩy sự hình thành và nuôi dưỡng mô sụn tại các khớp. Sách giúp giảm đau, tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp.